Huyền sẽ nói một dấu rất là đặc biệt trong ngôn ngữ Thái, đó là dấu mai thanh tha khát. Dấu này để làm gì và trong tiếng Thái sử dụng làm sao? Để hiểu rõ thì mình coi ngôn ngữ Thái tới từ đâu. Ngoài chữ gốc ra, ngôn ngữ Thái còn mượn rất nhiều chữ từ ngôn ngữ khác như ngôn ngữ Sanskrit, Arab, Khmer và tiếng Anh. Khi ngôn ngữ Thái nhập những chữ từ ngôn ngữ khác, thường hay để dấu thanh thắc khát này để ám chỉ đó là không phải là chữ gốc của tiếng Thái. Để mình cho một thí dụ cho dễ hiểu hơn, chẳng hạn như là chữ beer, tiếng Việt Nam là beer, tới từ tiếng Anh beer. Tiếng Thái đó thì cũng là beer, nhưng mà bạn thấy để chữ ro rưa đó là dấu thanh thắc khát nhau không? Nếu mà chữ Thái beer mà không có ro rưa thì đọc là beer giống tiếng Việt Nam. Nếu mà có ro rưa thì đọc là beer. Nói tóm lại, khi mà bạn đọc tiếng Thái đó và bạn thấy dấu thanh thắc khát đó, bạn biết đó là chữ mượn của những ngôn ngữ khác. Trong video này thì mình chỉ xài chữ Thái mượn từ ngôn ngữ Anh hay là English mà thôi. Phần đông bạn sẽ thấy dấu thanh thắc khát ở trên ro rưa. Một thí dụ khác nữa. Tôi không quan tâm, tiếng Thái là sắn mây sốn chay. Hay là mấy người trẻ hay xài care bạn, thì có thể người ta nói sắn mây care. Care đó là tới từ tiếng Anh care. Bạn thấy ro rưa mới là dấu thanh thắc khát không? Sắn mây care là tôi không quan tâm. Không có ro rưa và dấu thanh thắc khát đó, đọc là khe. Và nếu có thì đọc là khe, tương đối là phát âm đúng tiếng Anh. Thí dụ kế tiếp là tôi thích chơi đàn guitar. Tiếng Anh là I like to play guitar. Và tiếng Thái là sẵn chọp lên guitar. Mà bạn để ý đó, tiếng Thái nói chữ guitar không được bạn. Nó đọc là guitar. Chọp lên guitar. Nếu mà không có ro rưa vào dấu thanh thắc khát đó thì đọc là sẵn chọp lên guitar. Gần gần giống nhau vậy thôi, vì đó là silent sound. Thí dụ kế tiếp là tôi sợ ăn mù tạt. Còn tiếng Anh là I'm afraid of eating mustard. Tiếng Thái là sẵn clua kin mustard. Bạn để ý đó, dấu thanh thắc khát và ro rưa đó không có nằm ở cuối chữ. Sẵn clua kin mustard. Và tôi tìm được vài chữ bạn. Hamburger, computer, chauffeur, cartoon, Sapada. Sapada là mượn từ ngôn ngữ Sanskrit bạn, nghĩa là tuần lễ. Còn chữ khác mà tiếng Thái xài tuần lễ ra là Athit. Sapada hay là Athit. Sapada ni, Athit ni là tuần này. Hẹn các bạn trong video tới.